Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái việc thờ cúng 2 bát hương hay là 3 bát hương ấy, thì từ trước đến nay cũng gây ra rất nhiều tranh cãi. Và trong thời gian vừa qua ấy, thì tôi có nhận được một bức thư của một bác ở Thái Bình. Đó, bác có gửi cho chúng tôi một cái tâm thư rất là dài về cái việc là quan niệm về thờ cúng 2 bát hương hay là 3 bát hương. Đấy. Tiêu đề của bức thư là theo tôi thờ 3 bát hương trên ban thờ gia tiên là sai, mong đạo sĩ xem xét. Đấy. Trong bức thư này thì bác có viết: xin chào đạo sĩ Tử Thông. Trong những video trước, tôi có thấy đạo sĩ chia sẻ về cái việc thờ cúng 3 bát hương. Tôi không đồng ý với cái quan điểm này. Theo tôi, thờ 3 bát hương là sai. Đó. Bác có nói là gì? Ngày xưa ấy, thì tôi thấy các gia đình đều thờ 1 hoặc là 2 bát hương. Đấy. Không có gia đình nào thờ 3 bát hương cả. Nhưng trong khoảng 30 đến 40 năm trở lại đây thì tôi cũng không nhớ rõ chính xác lắm, thì mới xuất hiện cái phong trào là thờ 3 bát hương, và cũng từ đó phát sinh ra cái bát hương gọi là bát hương bà cô ông mãnh. Theo tôi, cái việc thờ 3 bát hương là sai bởi những lý do sau đây. Thứ nhất ấy, thì trên bàn thờ gia tiên, cái bát hương thần linh ở giữa, 2 bát hương gia tiên và bà cô ông mãnh ở hai bên xếp ngang hàng nhau, xếp về góc bộ độ tâm linh và vai thứ ấy, thì chẳng phải là ông bà gia tiên ngồi ngang với thần linh hay sao? Hơn nữa, đúng không ạ? Ông bà gia tiên nhà chúng ta là những người mà đã người âm khuất mày khuất mặt, tức là gì? Nôm na như người trần gian chúng ta gọi là ma. Đấy. Ma và thần thì không thể ngồi ngang hàng với nhau được. Vậy nên, thứ nhất là quan điểm này là không đúng. Thứ hai, thì chúng ta cũng xét về cái bát hương gia tiên và bát hương bà cô ông mãnh, đúng không ạ? Thì xét về bát hương gia tiên và bát hương bà cô ông mãnh ấy, thì bà cô ông mãnh thì như chúng ta đã biết là những người mà chết trẻ, đúng không ạ? Là những người chết trẻ lúc chưa lập gia đình, hoặc là không có người thờ cúng. Vậy, chết mà không có người thờ cúng. Đó. Và họ vẫn như vậy là gì? Họ vẫn thuộc trong cái hội đồng gia tiên nhà chúng ta. Họ vẫn thuộc trong hội đồng gia tiên. Đấy. Và do gia tiên nhà chúng ta sinh ra là thế hệ con cháu, vậy tại sao lại có thể thờ riêng và ngồi ngang hàng cùng với gia tiên, cùng các bậc thần linh? Đạo sĩ đừng cãi với tôi, rõ ràng 3 bát hương đặt là theo thứ tự ngang hàng. Một số nhà sử dụng cái chân đế bát hương để cái bát hương thần linh cao hơn, nhưng mà xét về cái ngôi thứ và xếp theo cái hàng ấy, cái hàng vị ấy, thì nhìn vào ấy, thì là ngồi ngang hàng nhau, lại ngồi chung một hàng, đúng không ạ? Vâng. Đó, vậy nên là đạo sĩ đừng cãi với tôi. Thứ ba là cái việc thờ cúng. Đó, cái việc thờ cúng nhiều bát hương như vậy thì sẽ gây ra cái sự tốn kém. Nó vừa tốn kém phức tạp, lại vừa không đúng. Thì các cụ nhà ta có nói là gì? Thờ cúng là cốt ở cái tâm. Vậy nên đạo sĩ có thể xem xét lại chuyện này và truyền bá cho mọi người đúng để mọi người được yên tâm hơn. Đây là phần đầu lá thư ạ. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, thì cái việc thờ cúng ấy, thờ cúng chính là gì? Toàn bộ các nghi thức, nghi lễ về tâm linh, về cúng bái. Nó nhằm thể hiện cái lòng hiếu kính, nhằm thể hiện cái lòng thành kính, cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, và để thể hiện cái tấm lòng biết ơn tổ tiên, thần linh, ông bà cha mẹ đã sinh thành ra và gây dựng nên cái cuộc sống của con cháu được hưng vượng. Đó. Và cái tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ấy đã có nguồn gốc từ rất lâu đời chúng ta, từ xa xưa truyền lại. Khi mà nho giáo du nhập vào Việt Nam ấy, thì cái chữ hiếu được đề cao, được đặt lên làm đầu nữa. Vì vậy đã làm cho cái phong tục thờ cúng tổ tiên nó có một cái nền tảng vững chắc và sâu sắc. Nó dựa vào cái triết lý sâu sắc. Khi đó các gia đình và gia tộc và cái vấn đề mà dương danh hiển vinh là được đề cao, đúng không ạ? Khi mà trong tục lệ thờ cúng ấy, chúng ta không nhất thiết là phải có mâm cao cỗ đầy. Chỉ cần một nén nhang trên bàn thờ tổ tiên vào ngày lễ Tết, Dỗ, Chạp, thì con cháu cùng gia đình đã thể hiện được cái tấm lòng thành kính hướng về cội nguồn và tưởng nhớ đến những người thân đã khuất. Thì từ lâu ấy, cái phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta đã trở thành một cái phong tục, là một cái chuẩn mực đạo đức và là cái nguyên tắc làm người. Đồng thời nó cũng là một cái phần quan trọng trong cái đời sống tâm linh của người Việt. Đấy. Cái việc dâng lễ hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà tổ tiên, với các vị thần linh ấy, với các người sinh ra, cái nguồn gốc của con người ấy, thì đã trở thành một cái gì? Cái phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta, đúng không ạ? Và hiện tại thì cái phong tục thờ cúng nó có rất nhiều vấn đề, mà có rất nhiều cái trường phái khác nhau. Vậy nên là mỗi người một quan điểm. Đấy. Về mà con đường chung ấy, thì mọi người thường là gì? Thường nghĩ là trên ban thờ gia tiên thì có 3 bát hương nữa. Cái bát hương ở giữa chính là bát hương thần linh, bát hương thổ công thần linh ấy, thì tượng trưng cho cái tinh tú, và trên bát hương này ấy, thì gì? Thường là bát hương to nhất, đúng không ạ? Và ở hai bên thì là hai bên bát hương thì là thường là bát hương gì? Mọi người là đặt 3 bát hương, thì một bát hương là bên phải là bát hương gia tiên và bên trái là bát hương bà cô mãnh. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái 3 bát hương như thế nào, và cùng tìm hiểu xem là cái tâm thư của bác Huy này nhé, của bác Huy này, xem là bác ấy viết những gì và cái tại sao cái phong tục thờ cúng 2 bát hương nó lại là đúng mà 3 bát hương lại là sai. theo quan điểm của bác đấy nhé. Tôi chưa nói quan điểm của tôi. Thì các bạn cứ theo dõi hết video, tôi sẽ trình bày và đưa ra quan điểm của mình về cái phong tục tập quán thờ hai bát hương hay là thờ ba bát hương là đúng. Đó. Cái việc thờ ba bát hương ấy, thì đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta có bát hương ở giữa là bát hương thổ công. Thì cái bát hương thổ công ấy, thổ công là cái vị thần cai quản cái khu vực đó, cái vị đất đai của cái nhà đó, là cái vị thổ thần ấy. Các cụ còn gọi là thổ thần, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân, hay là gì? Ngay ngài thần linh thổ địa, chư vị tôn thần, đúng không? Ngài ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần. Đó. Cái việc thờ cúng dân gian ấy, cái việc thể hiện thờ cúng tổ tiên, các bát hương thần linh ấy, nó nhằm gì? Cái vị thần cai quản đất. Thổ công là một trong những vị hiền thần, nó gắn liền với cái cuộc sống của gia đình Việt sâu sắc hơn hết. Mỗi nhà thì đều có ban thờ và có bát hương là thờ cúng cái vị thổ công này. Bởi ngày xưa vẫn hay nhắn nhủ rằng đất thì có thổ công, sông thì có Hà Bá. Vậy nên là gì? Cái việc coi giữ, cái việc thờ cúng cái vị thần này thì mới mong an cư lạc nghiệp được. Đó. Và ngày xưa dân gian ta có câu là gì? Đất có thổ công, sông có Hà Bá. Vậy là phàm những ai mà đã là con người thì không thể làm ngơ trước những cái việc thờ cúng thần linh thổ địa, đúng không ạ? Nhất là khi động thổ làm nhà hay là những cái nghi lễ mà chuyển đến nhà mới, thì cái công việc này thì đều phải thông báo với cái vị thần cai quản đất đai, cái vị thần ngự trị ở khu vực này, để xua đuổi những dìu u ám và mong tài lộc hương thịnh nó đến với gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét bát hương thứ hai là bát hương gia tiên. Thì cái bát hương gia tiên ấy chính là thờ những cái thế hệ đi trước của dòng họ, của gia tộc nhà chúng ta. Thờ gia tiên là cái tập tục có từ rất lâu đời, là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Thì ngoài ra ấy, nó cũng mang cái ý nghĩa là bày tỏ cái tâm nguyện, nhận được cái sự phù hộ, sự che chở, sự bảo vệ của gia đình và của những người đi trước, bảo vệ cho chúng ta được an cư lạc nghiệp, công việc được hanh thông thuận lợi, gia đạo được bình an và may mắn. Cái bát hương thứ ba là bát hương bà cô ông mãnh. Thì cái bà cô ông mãnh trong văn hóa dân gian, trong văn hóa tâm linh ấy, là những cái linh hồn vô cùng linh thiêng, là những người chết trẻ trong gia đình, trong dòng họ. Vì cái số chưa tận nên cái linh hồn của họ chưa thể được siêu thoát đấy, chưa được tái sinh mà còn lưu luyến lại ở trần gian để phù hộ cho con cháu. Quý vị thân mến, bà cô hay còn được gọi là xưng danh là bà cô tổ hay là bà tổ cô ấy, là người phụ trách nữ trong gia đình, trong dòng họ, là những người chết trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Đó. Và hoặc là những người chưa lập gia đình, chưa lấy chồng. Vì có số chưa tận nên sau khi chết thì bà cô sẽ có cái nhiệm vụ là quán xuyến, trông nom, theo dõi các công việc của dòng họ. Con cháu và tùy duyên được che chở, phù hộ, độ trì và giúp đỡ các thành viên trong gia đình tránh được những cái tà ma ngoại đạo quấy nhiễu, giúp giải hạn và giúp cho công việc làm ăn kinh doanh, công việc của gia chủ được gì phát đạt, con cháu thì đi đường gặp nhiều may mắn. Ông mãnh còn được gọi là ông mãnh tổ của dòng họ. Họ là những người nam chết trẻ ở độ tuổi thiếu niên từ 13 tuổi trở lên mà chưa lập gia đình. Đấy, hoặc là những người gì những người còn sống độc thân hoặc là sống cao tuổi nhưng mà chưa lập gia đình. Đấy. Thì ông mãnh tổ cũng là những người mà có căn cơ tu luyện, tu lập. Theo quan niệm của Phật giáo ấy, thì ông mãnh tổ cũng là những người có căn cư tu tập và theo nhà Phật hoặc là theo đạo mẫu, chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, giúp đỡ các vong linh của dòng họ ở nơi địa phủ. Mãnh tổ có thể đảm nhiệm hai chức vụ là gì? Là phán quan hoặc là gì? Là hành sau, đúng không ạ? Bởi vậy, sau khi gia đình có người mất tầm 49 hoặc 100 ngày thì người ta thường viết sớ gia tiên để gì? Thỉnh lên ông mãnh tổ với cái ước nguyện là ngài sẽ giúp con cháu được thuận hòa, gia đình được vượt qua những kiếp nạn, đấy, vượt qua cái địa ngục tăm tối lạnh lẽo. Vậy thì tại sao bác Huy lại nói là thờ hai bát hương là đúng và ba bát hương là sai? Xin mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi. Thì bác Huy có nói là gì? Ngày xưa tôi thấy các gia đình thờ một hoặc hai bát hương, không có gia đình nào thờ ba bát hương cả. Đấy. Nhưng mà trong khoảng 30 đến 40 năm trở lại đây thì tôi cũng không nhớ rõ chính xác lắm, mới xuất hiện cái phong trào là thờ ba bát hương từ ngày cái đạo mẫu sinh ra. Và theo tôi, thờ ba bát hương là sai bởi những lý do sau đây. Thứ nhất là trên bàn thờ gia tiên thì bát hương thần linh ở giữa, hai bát hương gia tiên và bà cô ông mãnh ở hai bên xếp ngang hàng nhau. Xét về góc độ thứ bậc tâm linh thì chẳng phải là ông bà chúng ta ngồi ngang với thần linh hay sao? Tức là gì? Bát hương thần linh ở giữa, đúng không? Và hai bên là hai con ma, bác bảo vậy. Đấy. Thứ hai là gì? Chúng ta cùng xét về bát hương gia tiên và bát hương bà cô ông mãnh. Thì bát hương gia tiên ấy là chúng ta xét về bà cô ông mãnh. Bà cô ông mãnh nói chung ấy thì vẫn là gì? Vẫn là do tổ tiên sinh ra, tổ tiên nhà chúng ta sinh ra. Và tại sao để chúng ta lại thờ cúng, lại phải thờ cúng họ làm hai bát, đúng không? Trong khi họ vẫn nằm trong cái cộng đồng gia tiên, trong cộng đồng tổ tiên, do tổ tiên nhà chúng ta sinh ra, là con là cháu, tại sao lại thờ riêng và ngồi ngang hàng với gia tiên cùng các bậc thần linh? Đấy, đạo sĩ đừng cãi với tôi, rõ ràng là thờ ba bát hương đặt theo cái vị trí ngang hàng. Đấy, có một số nhà sử dụng cái đế cao hơn để đặt bát hương thần linh cao lên, nhưng như vậy cũng không thể hiện được ngôi thứ. Phải nói rằng Khi nhìn vào thì chúng ta không phân biệt được cái ngôi thứ trước sau và gì, không phân biệt được cái ngôi thứ là trước và sau, đúng không ạ? Thứ ba là cái việc thờ nhiều bát hương như vậy thì gây ra sự tốn kém. Nó vừa tốn kém lại vừa phức tạp. Các cụ nhà ta có nói đấy, thờ cúng cốt là cái tâm. Vậy nên đạo sĩ có thể xem xét và truyền bá lại cho dân chúng để mọi người được yên tâm hơn. Và đây là bác giải thích tại sao thờ hai bát hương là đúng nhá. Đây. Thì vậy thì tại sao lại thờ hai bát hương? Từ xa xưa thì ông bà ta có tục lệ là thờ cúng một hoặc là hai bát hương. Thì cái này tôi cũng không nắm chính xác lắm, nhưng mà thờ một bát hương trong các gia đình, trong các dòng tộc, những nhà cổ mà chúng tôi đi khảo sát thì là có. Nếu thờ một bát hương là bát hương thần linh thổ công, trong trường hợp này thì tôi không bàn cãi. Sau đây là những lý do mà chúng ta chỉ nên thờ một hoặc là hai bát hương. Hiện tại tôi ở Thái Bình và tôi cũng thấy làng tôi vẫn giữ được cái truyền thống là nhà nào nhà nấy thì chỉ có một hoặc là hai bát hương. Khi nào có dịp thì tôi mời đạo sĩ về thăm và chiêm nghiệm. Rồi, cảm ơn bác, cảm ơn bác Huy. Cái lý do thứ nhất ấy là như tôi đã nói ở trên, bà cô ông Mãnh vẫn là do tổ tiên nhà chúng ta sinh ra, vẫn nằm trong cộng đồng gia tiên, vì thế không nên tách ra để thờ. Hơn nữa, họ lại là những người chết trẻ, thì xét về phúc phần thì cái phúc của họ kém hơn những người khác. Vậy nên là những người kém phúc lại được ngồi ngang hàng với cái bậc gia tiên, với bậc thần linh thì là không đúng. Vậy nên đạo sĩ có thể xem xét về cái ý kiến này của tôi. Thứ hai là bát hương gia tiên và bà cô ông Mãnh để ngang hàng với thần linh gia tiên là không đúng đó. Thứ ba, xét về cách đặt bát hương thì khi đặt bát hương ấy, thì trên ban thờ gia tiên ấy, thì bát hương thần linh đặt ở phía sau cao hơn. Đấy, bát hương gia tiên đặt ở phía trước, như vậy mới đúng. Bởi vì cách sắp xếp như vậy đấy, thì là trước có tổ tiên, sau có thần linh phù trợ. Và cũng thể hiện được cái quan điểm là có trước có sau, có trên có dưới, chứ không phải là bát hương đặt ngang hàng nhau là được. Đạo sĩ thử đi khắp các đình miếu phủ chùa chiền xem có ở đâu đặt như vậy không, hay đều là có ngôi có thứ hết đó. Thứ tư là khi thờ cúng thì hai bát hương thể hiện được cái ngôi thứ rõ ràng, và cái việc thờ cúng nó trở nên đơn giản hơn. Vậy thì đạo sĩ thắc mắc là vậy thì nếu mà thờ hai bát hương ấy, thì khi thắp hương thì chúng ta thắp bát nào trước? Nói chung là bác cũng rất là triết lý, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì việc đặt hai bát hương thì theo các bác là thắp hương ở cái bát hương nào trước? Đây thì sau đây là cái trả lời của bác Huy này. Vậy thì nếu thờ hai bát hương thì cắm hương ở bát nào trước? Thì ở gia đình tôi ấy, cha ông vẫn truyền lại là cái gì thì cũng phải có trước có sau. Vậy nên khi thắp hương chúng ta thắp hương ở bát hương gia tiên trước, sau đó mới đến bát hương thần linh. Thì đây cũng là cái quan niệm đúng của cha ông ta từ xưa đến nay. Và tôi thấy hiện tại trong các đình đền miếu mạo cũng vậy. Chúng ta khi muốn thắp hương thì phải thắp hương từ ngoài vào trong, từ bé đến lớn, chứ chẳng ai đi cầu thần lễ Phật mà lại sồng sộc chạy vào cái chỗ cao nhất để chúng ta thắp hương, đúng không ạ? Mà phải cần tuân theo tôn ti trật tự. Và trong đời sống cũng vậy, khi vào một cơ quan hay một đơn vị nào đó thì ngoài đường, ngoài cái việc thăm hỏi ra ấy, thì khi mà đạo sĩ đến công ty nào thì cũng chào hỏi bảo vệ đầu tiên, rồi sau đó mới gặp được ban lãnh đạo. Vậy thì theo tôi nghĩ cái quan điểm thờ hai bát hương và cách thắp hương như vậy là đúng, là chính xác, không sai. Đó là ý kiến cá nhân của tôi dựa trên cái quan niệm thực tế được ông bà truyền lại và cái kinh nghiệm sống của tôi. Vậy nên nếu có gì không đúng thì xin đạo sĩ giải thích thêm, hoặc là nếu có gì phản đối thì đạo sĩ có thể phản hồi lại cái email này. Đó là email 2 trang của bác Huy có gửi đến chương trình. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng ấy, thì nó cốt là ở cái tâm, bác nói đúng. Nhưng mà cái việc thờ cúng ngoài cái tâm ra nó còn phải đúng và đủ nữa thì nó mới được chính xác và có ý nghĩa, đúng không ạ? Như tôi cũng đọc nhiều tài liệu và đã nghiên cứu khá nhiều về cái truyền thống thờ cúng của các cụ ngày xưa. Thì đúng thật là ngày xưa các cụ chỉ thờ một bát hương thôi. Nhưng gia đình tôi cũng vậy, ngày xưa thì ông bà vẫn thờ một bát hương, đúng không? Và đúng như bác nói là cách đây tầm 3 đến 40 năm, 40-50 năm gì đó, tôi nhớ là hồi bé thì tôi thấy hầu hết các mọi nhà ở gần gia đình tôi, ở gần chung quanh làng xóm nhà tôi thì đều thờ là một bát hương thôi, và cũng có nhà thờ hai bát hương. Và cái thờ ba bát hương ấy thì tức là ngoài cái tục lệ là thờ một bát hương ra thì ban thờ nhà ai có người mất thì người ta cũng làm một ban thờ riêng. Đặc biệt là những cái người mà người chết trẻ ấy, thì người ta cũng lập một ban thờ để thờ riêng, chứ cũng không lập vào chung vào ban thờ gia tiên. Đó là quan niệm về cách thờ cúng từ ngày xưa. Và trong thời gian vừa qua thì tôi cũng đi khảo sát rất nhiều gia đình, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình và ở Gia Lâm hoặc là ở cái khu vực Nam Định ấy, thì cái tục lệ thờ hai bát hương cũng rất khá là nhiều. Vậy nên cái quan điểm đó thì tôi cũng không có gì phản đối với bác cả. Cảm ơn bác đã gửi thư phản hồi lại chương trình. và đã đưa ra những cái quan điểm của mình về cái việc thờ cúng, giúp cho mọi người có thể hiểu sâu hơn về cái phong tục thờ cúng 2 hay là 3 bát hương. Thưa quý vị, thì cái việc thờ cúng 1, 2 hay là 3 bát hương hay là 4, 5, 6 bát hương gì đó thì cũng tùy theo đó. Như trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đi khảo sát, thì rất nhiều những nhà mà ở khu vực Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì một nhà họ thờ đến 20 bát hương cơ. Và đâu thì cũng có chỗ để cắm hương, đâu cũng có bát hương để cắm hàng ngày. Vậy nên thì là cái việc thờ cúng ấy, thì là tùy theo cái phong tục, tùy theo cái tín ngưỡng của mỗi người mà chúng ta sẽ thờ cúng, nó khác nhau, nó không giống nhau. Theo đạo thì thờ khác, đúng không? Theo Phật thì thờ khác, đúng không? Và theo Thiên Chúa thì chúng ta cũng thờ khác. Có những nhà không có bát hương, không thờ cúng thì cũng không nói là họ sai được. Nhưng mà xét về quan niệm tâm linh, xét về phong tục tập quán ấy, thì chúng ta có thể thờ 2 hoặc 3 bát hương thì đều được cả. Thì các bạn có ý kiến gì, phản hồi gì thì các bạn có thể phản hồi ở dưới, trực tiếp ở dưới video này. Để cho thì chúng tôi có thể trả lời các bạn bằng video một cách chính xác nhất. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúng tôi cũng rất mong là nhận được những cái phản hồi, những cái lá thư như thế này từ các vị, để chúng tôi có thể là có những cái trải nghiệm, có những cái lời giải đáp, cũng như là tìm hiểu thêm được những cái kiến thức về tâm linh cũng như là về thờ cúng. Đó, những cái phản hồi này của mọi người thì cũng là những cái sự đóng góp rất là hữu ích đối với chúng tôi. Vậy nên là các bạn nếu mà có muốn phản hồi cho mình ấy, thì các bạn cứ liên hệ với cái hòm thư là daoxitutthông.official@gmail.com. Tôi sẽ trả lời các bạn bằng video, hoặc là tôi sẽ phản hồi trực tiếp với các bạn. Đấy. Nếu mà video hay, nếu mà nội dung của các bạn hay, nội dung phản hồi của các bạn có ý nghĩa thì tôi cũng sẽ trả lời trực tiếp bằng video, để cho mọi người cùng chiêm nghiệm và cùng tham khảo để có thêm được những kiến thức tâm linh sâu sắc hơn. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.